Hello, xin chào những trái tim tình yêu của mình nha. Xin chào cả nhà, chào các em học sinh đã trở lại với kênh của thầy nha. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em vẽ trang trí đường viền nha. Thì đầu tiên mình vẽ ba ô bằng nhau nè. Thì trước tiên là phải vẽ hai cái đường chéo vào mỗi ô, đó là quan trọng nhất nha. Rồi mình vẽ đường trục nằm ngang. Đó, trục nằm ngang mình vẽ cho chính xác thì những cái hình mình vẽ sẽ tương đối đẹp hơn. Rồi họa tiết chính thì thầy sẽ dùng con ba, thầy sẽ vẽ hình tròn nha. Tí xíu thầy sẽ vẽ cái bông hoa vào trong cái hình tròn này. Mình thấy mình vẽ hình thôi cũng được nha, tùy tùy cái khả năng, cái sở thích của em. Cái này họa tiết chính thì vẽ trong cái hình tròn. Có nhiều học sinh vẽ trong hình thoi rồi hình tứ giác, rồi lục giác vậy đó ha. Rồi mình vẽ đường trục nha, cái quan trọng phải có đường trục giữa cái hình vuông này để mình vẽ cái cánh hoa đó các em. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái bông hoa vào cái hình tròn này nè. Bông hoa cố gắng mình sẽ đối xứng hai bên bằng nhau nha. Rồi cánh hoa phía trên đối xứng cánh hoa phía dưới qua đường trục ngang nha, cố gắng vẽ cho nó bằng nhau. Những hình giống nhau thì nên vẽ bằng nhau nha. Rồi cánh hoa thứ tư. Rồi tiếp tục thì cái ba cái hình tròn còn lại mình cũng vẽ luôn. Cái này là thầy vẽ là họa tiết nhắc lại nha các em. Còn các em nào muốn vẽ họa tiết xen kẽ thì cái bông thứ hai này nè, cái hình tròn thứ hai thì mình vẽ cái họa tiết khác, thì mình gọi là họa tiết xen kẽ. Còn cái này thầy vẽ là họa tiết nhắc lại, thì tất cả những cái bông hoa là giống nhau hết. Rồi mình sắp sửa mình hoàn thành được ba cái bông giống nhau rồi các em. À, quá đẹp luôn ha. Rồi. Thầy vẽ hướng dẫn là vẽ cũng đơn giản thôi, phù hợp với cái lứa tuổi học sinh. Nếu mà vẽ phức tạp quá thì các em cũng khó theo kịp lắm. Này đối với những em mà tiểu học với cấp 2 thì những cái bài vẽ như đây cũng phù hợp rồi ha. Nói chung thì đơn giản, nó không đơn giản lắm mà nó cũng vừa khả năng của các em. Đối với những em mà học ở những cái trường mà trường nghệ thuật thì mình vẽ về là quá đơn giản rồi ha, quá đơn giản. Đó, mình vẽ thêm cái họa tiết lớp phía trong nữa nha, để cho cánh hoa nó to lên tí nữa, khi mình vẽ nó có nhiều màu, có lớp phía ngoài, lớp phía trong. Rồi, quá nổi bật rồi các em ơi. Mà quá đơn giản luôn nha. Còn em nào không có năng khiếu thì mình vẽ cánh hoa đơn giản thôi, đừng có vẽ tạp quá thì nó khó. Rồi đây là quả tiết phụ nè các em. Quả tiết phụ, quả tiết phụ mình vẽ một cái nụ hoa. Giờ mình vẽ sơ lược cái hình này giống nhau, mình vẽ một lượt qua hết cho nó nhanh. Đó. Mình vẽ hoa là giống giống như hoa sen vậy nha các em. Phía bìa của cái đường gì là chỉ là nửa cánh thôi nha, để nó có chút chất, nó vẽ nó chạy dài liên tiếp, khi mình nối lại thì nó sẽ nó khớp với nhau, nó chạy dài. Đó, bây giờ mình vẽ cái thêm một cái lớp cánh nữa nè, giống như cái nụ hoa mà nó đang nở nha ha. Cái này mình chỉ thảo thôi, thầy mới thảo thôi, tí xíu thầy sẽ viền nhắc lại. Những em mà vẽ mà chuyên thì không có viền nét, cứ vẽ màu thì nó sẽ rõ lên. Nhưng tí xíu thì cái đối với cái bài này thì sẽ viền màu đen nó rõ lên để cho các em thấy rõ hơn ha. Đó, mình thêm cái họa tiết dưới nữa. Họa tiết giờ hình lá cho các em ha. Nó lượn sóng nó chạy dài để nó cái bài nó chắc hơn. Cố gắng mình vẽ trên dưới đối xứng là giống nhau nha, mình vẽ tương đối thôi, khoảng hình này hình kia đối xứng nhau mình khoảng chừng 95% trở lên là nó đạt yêu cầu các em ơi. Nếu mình y hệt thì mình phải có giấy can, nếu mình vẽ chính xác 100% thì mình có cái giấy giấy trong á, giấy canh dầu á, mình can rồi xong mình in ra cái họa tiết này thì nó giống nhau, nó đối xứng. Còn cái này là vẽ theo cái can.
Giờ giấy mà giấy trong dầu thì các em mua ở nhà sách có nha, chừng 2.000 một tờ, tờ bằng cái tờ giấy A4 nha. Mình vẽ thì mình lấy họa tiết đối xứng thì nó rất là chính xác nha. Rồi họa tiết phụ là gần hoàn thành các em à. Thì tí xíu nữa đi màu thì thầy cũng gợi ý các em đi màu nha, thì mình đi màu thì nó phù hợp với cái lứa tuổi học sinh thôi, chứ mình theo cái tông gam màu mà đối với những cái sinh viên mà hoặc là những anh chị mà học ở trường chuyên đại học cao đẳng thì mình dễ không nổi đâu. Đi màu rất là khó, theo gam màu rồi chuyển sắc độ ha, cực dữ lắm. Còn ở bài này thì dễ hơi đơn giản thôi, họa tiết thì mình vẽ họa tiết cho nó rõ lên. Nếu họa tiết nhạt thì cái màu là mình phải đậm ha, dần ngược lại đây mình cái họa tiết chính thì thầy sẽ vẽ màu vàng nha. Nếu mà cái họa tiết đậm thì màu là nhạt và ngược lại như thế, thì mình sử dụng màu vừa nóng vừa lạnh để cho các bạn nó vừa ấm và vừa mát. Nếu mà các em vẽ những cái tông nóng hết, ví dụ như màu đỏ, màu cam, màu vàng, toàn màu nóng hết thì mình làm cái bài của mình nó sẽ khó chịu ha, nóng bức. Còn nếu mình vẽ những màu lạnh không, thí dụ là những màu sắc màu xanh như là xanh lam, xanh lá mạ non nha, xanh da trời, tất cả những cái họa tiết đều màu xanh hết thì chúng ta thấy cái bài chúng ta nó rất là lạnh, khó chịu lắm. Thì ở bài này thì sẽ kết hợp giữa màu nóng và màu lạnh để cho cái sắc độ nó hài hòa ha. Bây giờ thầy và các em cùng theo dõi ha. Rồi như thế mình cứ vẽ màu như thế nha. Rồi.